chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa thứ tư ngày 4 tháng 9 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Thưa quý vị, dự kiến trong tháng 10 năm 2024, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC sẽ lần thứ 5 đến Việt Nam kiểm tra việc khắc phục thẻ vàng về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU để góp phần vào cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC. Tại Khánh Hòa, kiên quyết xử lý đến cùng các vi phạm nỗ lực triển khai tốt công tác chống khai thác IUU. Từ đầu năm đến nay, lực lượng của chi cục thủy sản, biên phòng và các địa phương đã thường xuyên phối hợp mở các đợt cao điểm để tuần tra, kiểm tra, xử lý và ngăn chặn các hành vi vi phạm về khai thác IUU trên các vùng biển Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Hòa, Vạn Ninh. Qua đó, đã phát hiện xử phạt 14 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 180 triệu đồng. Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, song công tác chống khai thác iuu của tỉnh vẫn còn một số khó khăn liên quan đến công tác quản lý đội tàu. Cụ thể, toàn tỉnh có 122 tàu cá thường xuyên chuyển ngư trường hoạt động ngoài tỉnh, 188 tàu cá ngừng dịch vụ kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Bên cạnh đó, việc triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử, phần mềm, ECDT để theo dõi, kiểm soát tính minh bạch, hợp pháp theo quy định về công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc sản phẩm thủy sản khai thác đã gặp một số khó khăn do phần mềm mới đưa vào ứng dụng, các tính năng còn chưa ổn định. Người dân thao tác chưa thành thục, khai sai thông tin về loài, sản lượng. Cơ sở dữ liệu tàu cá do thực tế và trên hệ thống chưa được đồng bộ kịp thời. Để thực hiện hiệu quả công tác chống khai thác EU, Ban chỉ đạo EU tỉnh đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác trên hệ thống ECDT có ý kiến đối với các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, khắc phục sự cố mất tín hiệu kết nối khi tàu cá khai thác trên biển, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong công tác xác minh xử lý tàu cá mất kết nối. Theo báo cáo của Sở Du lịch Khánh Hòa, ước tính trong 4 ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9, Khánh Hòa đón hơn 175.200 lượt khách lưu trú, tăng 14,6% so với đợt nghỉ lễ năm 2023. Trong đó có hơn 130.000 lượt khách nội địa, tăng 0,5% hơn 45.000 lượt khách quốc tế, tăng 92,6%. Doanh thu từ khách du lịch ước đạt 756,3 tỷ đồng. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã đón hơn 8,2 triệu lượt khách lưu trú. Nhiều khả năng, ngành du lịch của tỉnh sẽ hoàn thành chỉ tiêu đón 9 triệu lượt khách lưu trú trong tháng 9. Với việc đón lượt khách khá lớn trong đợt lễ mùng 2 tháng 9, du lịch cánh Hòa đã kết thúc một mùa du lịch hè thành công. Trước đó, với 3 tháng cao điểm du lịch hè, du lịch Khánh Hòa đã tăng tốc rất nhanh để hướng đến hoàn thành sớm các chỉ tiêu về du lịch năm 2024. Theo Sở Du lịch, 8 tháng năm 2024, toàn tỉnh đã đón hơn 8 triệu lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế là hơn 3,2 triệu lượt, khách nội địa hơn 4,8 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 39.513,7 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, Khánh Hòa đã đón khoảng 8,2 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có 4,95 triệu lượt khách nội địa, 3,25 triệu lượt khách quốc tế doanh thu du lịch ước đạt 40.200 tỷ đồng. Vượt chỉ tiêu về lượng khách quốc tế, doanh thu du lịch năm 2024, tổng lượng khách lưu trú cũng đã đạt hơn 90% chỉ tiêu của năm. Với sự ổn định của thị trường khách quốc tế, nhiều khả năng ngành du lịch tỉnh sẽ hoàn thành chỉ tiêu đón khách năm 2024 ngay trong tháng 9. Thông tin từ cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, hiện nay mỗi ngày có hơn 30 chuyến bay quốc tế từ các nước đến sân bay Cam Ranh, trong đó gần 20 chuyến bay từ các thành phố của Hàn Quốc, tiếp theo là Trung Quốc, Kazakhstan, Thái Lan, Malaysia, v.v. Sáng nay, Trường Đại học Thái Bình Dương tổ chức hội thảo chung quốc tế về khách sạn và du lịch lần thứ tư với chủ đề xu hướng chuyển đổi định hình tương lai của du lịch bền vững. Đông đảo các nhà nghiên cứu, học giả, nhà giáo dục, doanh nghiệp, hiệp hội từ nhiều nước trên thế giới tham dự hội thảo. Hội thảo diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9 năm 2024 với sự đồng hành của 10 trường đại học và trung tâm nghiên cứu uy tín trên thế giới như Đại học South Florida, Đại học Mara Technology, Đại học Thammasat, Đại học AMIT, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội và các tổ chức nghiên cứu về du lịch như Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, Hiệp hội Du lịch Châu Á Thái Bình Dương. Hội thảo gồm 37 bài tham luận trực tiếp và 48 bài tham luận trực tuyến mang đến những góc nhìn đa dạng về du lịch bền vững đây là diễn đàn quốc tế quan trọng để thảo luận và định hướng cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch trong bối cảnh mới tập trung vào câu hỏi cấp thiết xu hướng nào đã và đang làm biến đổi định hình tương lai của du lịch bền vững với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đặc biệt là trí tuệ nhân tạo ai và những thay đổi trong hành vi nhu cầu của du khách việc định nghĩa và thực hiện du lịch bền vững đang đối mặt với những thách thức và cơ hội mới sự kiện không chỉ tạo cơ hội để trao đổi kiến thức kinh nghiệm mà còn để khám phá những xu hướng mới nhất đã định hình tương lai của ngành du lịch và khách sạn qua đó góp phần quảng bá hình ảnh du lịch nha trang khánh hòa đến bạn bè quốc tế Nhằm khuyến khích và hỗ trợ tân sinh viên nhập học năm học mới, sáng nay, trường đại học Thái Bình Dương đã trao tặng 100 laptop, mỗi laptop trị giá 10 triệu đồng và 100 suất học bổng trị giá 100% học phí học kỳ 1 năm nhất cho tân sinh viên có điểm xét tuyển từ 24 điểm trở lên. Ngoài ra, đối với những sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có ý chí vươn lên sẽ nhận học bổng vượt khó với giá trị học bổng tương đương. Đây là cơ hội giúp sinh viên theo đuổi ước mơ giảng đường mà không phải lo lắng về cánh nặng tài chính. Nhiều năm qua, Trường Đại học Thái Bình Dương thường xuyên triển khai các chính sách ưu đãi và học bổng đa dạng nhằm mở rộng cơ hội học tập cho sinh viên có học lực tốt, nỗ lực vượt khó vươn lên, góp phần phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh Cánh Hòa nói riêng và khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên nói chung. Sáng nay, thành phố Cam Ranh tổ chức gặp mặt học sinh sinh viên trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội năm 2024 theo công văn của Bộ Tư lệnh quân khu 5. Năm 2024, công tác tuyển sinh quân sự trên địa bàn thành phố được thực hiện nghiêm túc theo các quy định, hướng dẫn thông tư của Bộ Quốc phòng. Phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền đến các phương tiện thông tin, niêm yết thông báo tuyển sinh quân sự năm 2024 tại Ủy ban nhân dân 15 xã phường và các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Có 56 thí sinh tham gia sơ tuyển sức khỏe, qua xét duyệt hồ sơ, thẩm tra xác minh lý lịch, chất lượng chính trị theo quy định của các học viện, nhà trường quân đội, đủ điều kiện xét tuyển 54 thí sinh. Kết quả có 22 thí sinh trúng tuyển và đủ điều kiện vào các trường quân đội, đạt tỷ lệ gần 41%, cao nhất từ trước đến nay. Tại buổi gặp mặt lãnh đạo thành phố đã biểu dương những kết quả đạt được của thí sinh trúng tuyển và trao tặng một thí sinh trúng tuyển một phần quà trị giá 500.000 đồng. 113 trường đại học thông báo tuyển bổ sung ít nhất hơn 28.000 sinh viên. Ba phương thức xét tuyển chính được các trường sử dụng là điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đánh giá năng lực. Những trường tuyển bổ sung với chỉ tiêu khoảng 1.000 trở lên là Đại học Hoa Sen, FPT, Penica, Nam Cần Thơ. Đại học Hồng Trước, Thanh Hóa hiện lấy điểm sàn tuyển bổ sung cao nhất tới 28,58 điểm. Năm nay cả nước có hơn 733.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học. Trong đó có 674.000 thí sinh trúng tuyển đợt 1, nhưng hơn 122.000 em trong số này bỏ nhập học. Thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 hoặc đã trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học có thể đăng ký tuyển bổ sung. Thông tin từ cục cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ có 257 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cả nước, làm 124 người chết và bị thương 193 người. So với năm 2023, nghỉ lễ năm nay giảm cả về số vụ và số người tử vong do tai nạn giao thông. Cũng trong dịp này, trên 60.300 trường hợp vi phạm bị xử lý, trong đó đáng chú ý là có hơn 16.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng gần 7.000 trường hợp. Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt đã triển khai hướng dẫn lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện sử dụng ứng dụng công nghệ vnec SGT trong tuần tra kiểm soát liên tuyến. Đồng thời, thực hiện kiểm tra công an các đơn vị địa phương, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh Khánh Hòa, trong 4 ngày nghỉ lễ từ ngày 31 tháng 8 đến mùng 3 tháng 9, toàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người, bị thương 4 người. So với cùng kỳ 2023, số vụ tai nạn giao thông năm nay giảm 4 vụ, giảm 3 người chết, tăng 2 người bị thương. Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với 654 trường hợp, trong đó có 56 xe ô tô khách, 191 xe tải, còn lại là xe ô tô con, xe container và xe máy. Số tiền phạt tạm tính là hơn 1,3 tỷ đồng. Các lỗi vi phạm tập trung xử lý gồm: vi phạm nồng độ cồn 97 trường hợp, vi phạm tốc độ 173 trường hợp cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ là 8 trường hợp. Thưa quý vị và các bạn, để giải quyết yêu cầu bất thiết về giao thông của thành phố Nha Trang, tuyến đường vành đai 2 nhánh phía Nam dài khoảng 5 km đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất đưa vào khai thác tạm đoạn từ nút giao đường Nguyễn Tất Thành đến nút giao đường Tố Hữu từ tháng 5 năm 2021 và đối với đoạn từ nút giao đường Tố Hữu đến nút giao Ngọc Hội từ tháng 9 năm 2023. Sau một năm vận hành, trên tuyến đường này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm nhiều người chết. Chỉ sau một năm đưa vào khai thác tạm, trên tuyến đường Vành Đai 2, nhánh phía nam này, đã xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm 6 người chết, 2 người bị thương. Đặc biệt, tại đoạn đường thuộc trụ đèn T2 trên 25, phía tiếp giáp sông Quán Trường, đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do người điều khiển xe mô tô tự gây ra, làm 3 người chết. Trước thực trạng này, trong tháng 6, Ban An toàn giao thông tỉnh đã chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra hiện trường. Kết quả, tuyến đường vành đai 2 nhánh phía Nam có 5 đường cong nguy hiểm, trong đó khu vực trụ đèn T2/25 được đánh giá là chỗ ngoặt nguy hiểm. Trong khi đó, tốc độ lưu thông của các phương tiện trên tuyến này lại khá cao nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong cái thời gian vừa qua thì phải nói là cái ý thức của người dân tham gia trên tuyến này thì cứ nhầm là đường ngoài đô thị cho nên với cái tốc độ là chạy rất là cao là trên quy định đó là thông thường là xe ô tô là đa phần là trên chạy từ 90 km trên Và thông thường như thế thì cái sự hiểu nhầm của người dân và đoạn đường này là đoạn đường trong khu đô thị. Và trên ứng này thì theo thiết kế hồ sơ là 50 km giờ. Và theo cái đường đô thị theo quy định là 60 km đối với xe ô tô và xe máy thì theo quy định. Bên cạnh đó, qua đánh giá hạng mục an toàn giao thông giữa hồ sơ thiết kế được duyệt và thực tế thi công, tuyến đường và đây hai nhánh phía Nam còn tồn tại một số vấn đề. Cụ thể, một số vạch sơn chưa hoàn thiện, như vạch đi bộ qua đường, vạch chỉ dẫn sắp đến chỗ có bố trí vạch đi bộ qua đường, vạch mũi tên chỉ hướng trên mặt đường, vạch giới hạn mép ngoài phần đường xe chạy. Một số vị trí biển báo chưa hoàn thiện theo thiết kế, trong đó có biển báo giao nhau với đường ưu tiên. Trên tuyến có tổng cộng 61 trụ đèn chưa được chiếu sáng vào ban đêm. Đặc biệt, theo ghi nhận, nhiều nắp đầy hố ga ở dọc hai bên lề của tuyến đường này đã bị lấy cắp. Thế nhưng, nhiều tháng qua, các vị trí này vẫn luôn trong tình trạng hở miệng như thế này. Trên cơ sở đề xuất của Ban An toàn Giao thông tỉnh và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngay trong tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Nhà Trang đã triển khai khắc phục trước một số bất cập mang tính cấp bách nhằm kiềm chế phòng ngừa tai nạn giao thông trên tuyến đường này. Theo đó, thành phố đã lắp đặt biển báo tại các đoạn đường công và biển báo hạn chế tốc độ tối đa 50 km h ở cả hai hướng tuyến đồng thời ra soát và đề xuất nguồn cấp điện phù hợp để kịp thời vận hành các trụ đèn chiếu sáng còn lại. Đường Vành Đai 2 hiện nay là đang triển khai thi công, đã hoàn thiện, tuy nhiên là chưa nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng uh, uh, theo giao cho đơn vị quản lý địa phương thành phố Nha Trang. Hiện nay đang đưa vào sử dụng tạm, tuy nhiên thì thành phố đã phối hợp uh, các ban giao thông đỡ lắp đặt đã lắp đặt hai loại biển báo theo đề nghị của ban toàn thống tỉnh là biển hạn chế tốc độ 50 km trên giờ và biển đi vào đường công tại cái vị trí trụ đèn t 2 xe 25 và cái đường công tiếp theo về phía nam hiện nay đã lắp đặt uh, hai hướng ở từ bắc vô nam và từ nam ra bắc để khắc phục cái hạn chế cái tai nạn tại khu vực này. Tại hội nghị sơ kết công tác an toàn giao thông được tổ chức vào gần cuối tháng 8 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân cũng đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang và các đơn vị liên quan khắc phục các tồn tại đã được chỉ ra, giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường này trong thời gian tới. Đường Bình Đai và đường Tố Hữu thì ngành giao thông cam chỉ phải nghiên cứu trở lại để chúng ta có các cái biển báo và có các cái cảnh báo tâm lý của người tham gia giao thông là ngồi cái biển báo là phải có cảnh báo sơn kẻ vạch bảng biểu mẫu là phải thật là sáng thậm chí là ban đêm là cũng phải gắn các cái thiết bị phản quang dự án đường vành đai kết nối nút giao Ngọc Hội có tổng chiều dài tuyến khoảng 9,8 km điểm đầu giao với đường Nguyễn Tất Thành điểm cuối giao với quốc lộ 1C do công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư trong đó, nhánh phía nam dự án đường vành đai 2 đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến nút giao Ngọc Hội có chiều dài khoảng 5 km đã cơ bản thi công hoàn thành. Sau một năm đưa vào vận hành khai thác tạm, tuyến đường đã giúp các phương tiện lưu thông thuận lợi hơn, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn thành phố Nha Trang. Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa hiệu quả của tuyến đường, cần giải quyết triệt để các tồn tại bất cập về giao thông để tạo thuận lợi và an toàn hơn nữa cho người tham gia giao thông. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Cánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Xin kính chào và kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Cánh Hòa. Thưa quý vị, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Hôm nay bão số 3 bão Gia Ghi, mạnh lên và khiến cho biển động dữ dội, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, vùng gần tâm bão từ 3 đến 5 m. Trên đất liền, miền Bắc và Trung thì có nắng nóng vài nơi, còn Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn mưa dông. Và ngay sau đây là thông tin thời tiết các khu vực trên cả nước trong ngày hôm nay. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 23 độ và cao nhất có nơi trên 35 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất ở khoảng 25 độ và cao nhất có nơi trên 35 độ. Ở khu vực có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông trải rác ở phía Nam, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ và cao nhất có nơi trên 35 độ. Có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, lành thế ở các tỉnh thành ven biển từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này là 25 độ và cao nhất có nơi trên 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất là 20 độ và cao nhất có nơi trên 30 độ. Ở khu vực trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Các tỉnh thành ở Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này khoảng 23 độ và cao nhất có nơi trên 32 độ. Bản tin dự báo thời tiết đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.